Xin giới thiệu, đây là máy ấp 176 quả. Máy ấp 176 quả thì bao gồm hai khay trứng. Mỗi khay 88 quả. Máy được thiết kế với khung nhôm sơn tĩnh điện, vỏ bằng alu composite 3 lớp, trong ngoài hai lớp alu và giữa một lớp xốp để tách nhiệt, để giữ nhiệt. Lưu ý là ngoài Bắc mùa đông khá lạnh nên bắt buộc khi nếu như có tự chế máy ép trứng thì chúng ta phải có dùng một lớp xốp ở giữa, một lớp cách nhiệt tương tự để giữ nhiệt, tiết kiệm điện năng. Máy bao gồm một hai khay, khay trong và khay ngoài. Khay trong thì có thể lấy ra để cho trứng vào rất là dễ dàng. Biến về bộ phận điện tử có bao gồm có điều khiển nhiệt độ, timer hiện giờ đang tự động, đèn đỏ thì báo cấp nhiệt, đủ nhiệt báo lên xanh. Bên trong có quạt tản nhiệt. Máy được thiết kế với học linh kiện rời nên rất dễ xử lý, có sự cố và thay thế. Đây là lúc máy sẽ